Rất siêu nhé. Hai giây luôn, quý vị nhá. Vật chứng còn đây. Hai giây luôn. Trong camera đang ghi lại hình ảnh sử dụng trái phép chất ma túy của ai? Trong sáng trước chúng ta sợ phải đi rồi. Đây là đá, là ketamin. Còn đây là nước vui, là loại ma túy mới. Các người nên nhớ những loại ma túy này phối hợp với sự thích âm nhạc. Tao ấy chết luôn rồi. Chết rồi. Đúng đấy à. Được. Những lời khai trung thực, chính xác sẽ là bằng chứng và cũng có thể là căn cứ để giảm nhẹ tội cho anh. Các đồng chí, mời tất cả người đại phương. Không quay rồi, đã chết rồi. Quay biết quay là không biết nhảy không biết được. Chịu. Phần dự thi cuối cùng của đêm ngày hôm nay, xin chúc mừng những thành viên đội dự thi của quận Tây Hồ. Thưa quý vị các bạn thân mến, trải dài trong chương trình ngày hôm nay với những hai nội dung quan trọng, đặc biệt là của dự thi rất nhiều sự tâm huyết cũng như là đến từ năm đội sắp xếp của những người đấy được rồi đấy chán thế nhỉ đừng biết nhảy đấy mà nhảy có một chân thì nhảy được mà nói gì nói nhảy hai giây thì nó khó không biết nhảy nên không nhảy được luyện như này luyện thì nhảy được chứ không phải là người bình thường mà nhảy hai giây bắt chết luôn nhảy hai giây cũng khó một giây cũng dễ đấy như chị này nhảy lâu rồi đi luận rồi đấy đứa kia mới bảo không nhảy đâu bắt chết ngay chán mắt à chưa chán mắt à chúng tôi có rất nhiều câu hỏi nhưng mà thời lượng chương trình có hạn nên sẽ chỉ dành 3 câu hỏi cho khán giả mà thôi vì vậy cho nên là bạn khán giả nào thực sự là nắm chắc câu trả lời hãy chạy nhanh lên đây cùng với Lê Anh nhé và trả lời bằng video các bạn sẽ nhận được món quà của chương trình. Hãy nhớ là câu hỏi cực kỳ đơn giản, mục đích trong câu hỏi là chết. Cho nên các bạn đặt lại đây. Chơi gì đã chết rồi. Những ai muốn nhận quà của chương trình ạ? Sao đây? Vâng, nghe luôn quý vị nhé. Câu hỏi dành cho khán giả, Lê sẽ lựa chọn trong một cái cẩm nang đang có trên tay mình đây. Nào, bạn chết luôn. Nào, chúng ta cùng xem là khán giả có thể trả lời như thế nào trong những cái câu hỏi này. Những hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm? Rất đơn giản. Câu hỏi
nhảy như nhảy một giây là sao nhảy được? Ở cùng nhà những người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, giây để nhảy hơn hai giây. Để nhảy được, nhảy được. Một chút để các bạn nhảy nhé. B. Kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy. Hãy nhớ được câu hỏi là trường hợp nào là bị cấm nhé. C. Làm việc cùng người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy. Ai sẵn sàng khi người chạy nhanh như thế? Bởi vì Linh khó có thể đi xuống tận nơi khi mà mạnh mẽ lên. À đây có chị Minh thì vừa rất thích rồi. Vâng, xin mời quay anh trở về. Xin mở micro cho khán giả chúng ta. Chị Minh nghe số mấy? Rồi, ok, xin mời bạn. Mình chọn phương án B. Phương án D hay là B bạn? B, B bò đúng không? Đúng rồi, bò. Bạn có nhớ ý của B bò là gì không? Là khi người sử dụng ma túy á. À, tức là trường hợp bị cấm đúng không? Không được kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy. Còn A và C là ok. Vâng. Vâng. Thứ nhất lại, A ở đây là ở cùng nhà với những người sử dụng trái phép ma túy hoặc là người cai nghiện ma túy hoặc người sau cai nghiện ma túy, có ba trường hợp như thế. B là kỳ thị và C là làm việc cùng. Vậy đáp án bạn chọn là B, tức là cấm kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy. Vâng ạ. Vâng, quý vị khán giả giúp Linh vỗ tay thật lớn để chúc mừng bạn. B là hoàn toàn chính xác ạ. Mời bạn nhận quà của chương trình ngay lập tức. Món quà rất to. À, xin mời bạn giới thiệu tên ạ. Bạn đến từ đâu? Mình đến từ Hòa Bình. Các bạn đang sinh sống làm việc ở Hà Nội đúng không? Đi chơi của mình cuối tuần thôi. Thế là nó hay có quà của thủ đô rồi. Chúc mừng bạn nhé. Vâng, đấy là. Rồi, bây giờ đến câu hỏi thứ hai nhé. Các bạn đã học chưa? Mọi người đã chơi với chúng ta rồi đấy. Ở phía sau kia thoải mái nhé. Không có thế giới, không chỉ có tình ngồi mà. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh FC Enco. Hôm nay mình sẽ review phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm quý vị nhá. Quý vị xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình với nhá. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rất là đông người đi bộ. Phố đi bộ thứ 6 thứ 7 hàng tuần cứ đông. Thứ 6 thứ 7 chủ nhật hàng tuần đông. Như thường thì thứ 7 là đông nhất. Thì mình đi phố đi bộ rất là nhiều rồi, mình thấy thứ 7 là đông nhất. Thứ 6 với chủ nhật thì cũng đông nhưng không đông bằng thứ 7. Ghép đôi phải vào chủ nhật thì mới ghép đôi như quý vị nha. Và các bạn mới ghép muộn lắm. Chúng tôi tầm khoảng 11 giờ 11 rưỡi mới ghép. Hy vọng là địa bàn quyền chọn là xa. Đây mình sẽ giảm bớt tiếng ồn đi xem nó bớt được cái tiếng nhạc đi không. Để ngắt được tiếng nhạc đi thì mới đỡ bản quyền, nhưng mà tiếng nhạc kia rồi coi như bớt video luôn.
đi bộ này hầu như tuần nào cũng đông. Mấy anh chụp ba tin. Đi một vòng bờ hồ quay được vị xem nhé, một vòng phố đi bộ. Hãy subscribe cho.
hình như gió ấy. Ra này nghe tiếng nhạc rồi, bứt rồi. Trước mặt mình thấy đang mở nhạc cái này. Rất là nhiều khách Tây đi du lịch thủ đô nhá, người ta đi phố đi bộ này, hai ông Tây trước mặt này. Cao như vậy Tây đúng không? Tây nữa nhỉ, trước mặt mình nữa nhỉ. Trước mặt mình là thắp rùa đấy, các vị nhá, vị này làm thắp rùa đấy. Thôi tiếng nhạc rồi hỏng rồi. Thôi tiếng nhạc có các bà đang nhảy đây rồi, tí nữa về mình sẽ cắt đoạn nhạc này đi nhá. Để đây để ăn bản quyền ngay. Mình sẽ lọc đoạn nào cái nhạc mình sẽ bỏ đi nhá. Phố đi bộ này buổi tối thì nhiều người đang mở nhạc lắm. Quay được dính nhạc là sẽ bị bản quyền ngay, cũng khó. Buổi tối ra buổi hộ quay là cũng khó. Tẩy tẩy trước mặt này, gia đình luôn rồi, cao như vậy trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây rất nhiều. Thank you.